Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp Bộ Chính trị ngày 24 tháng 9 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ cao cấp cần viết bài cổ động phong trào thi đua gửi đăng báo Đảng, coi đó là một trong những mục tiêu chính trị của Trung ương. Những bài báo cổ động thi đua cần viết ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề chủ chốt nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của cán bộ nói chung, cán bộ cao cấp nói riêng trong sự nghiệp cách mạng. Mỗi tư tưởng, mỗi việc làm của cán bộ cao cấp của Đảng đều có ảnh hưởng mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng đến xã hội. Theo Bác, cán bộ cao cấp không chỉ là người lãnh đạo, là người trực tiếp tham gia vào các phong trào cách mạng, mà một trong những nhiệm vụ mà cán bộ cao cấp cần làm để cổ động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, đó là viết bài đăng báo Đảng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác đã viết hơn 2.000 bài báo. Người quan niệm công việc viết báo là công tác cách mạng để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự giai cấp và nhân loại. Kết cấu các bài báo của Bác thường rất chặt chẽ, gọn gàng. Khi viết để đả kích kẻ địch, Bác thường dùng lối văn châm biếm rất sâu xa, sắc sảo. Viết cho quần chúng nhân dân, Bác lại dùng lời văn nôm na, vận dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ của dân tộc, diễn đạt theo cách nói, cách nghĩ, cách cảm của quần chúng. Ví dụ, năm 1952, Bác viết loạt bài về các anh hùng lao động Ngô Gia Khảm, anh hùng Nguyễn Thị Chiên, anh hùng Trần Đại Nghĩa, anh hùng Nguyễn Quốc Trị, vân vân. Mỗi bài chỉ gói gọn trong 200-300 từ. Bác viết người đó bao nhiêu tuổi, đánh được bao nhiêu giặc, làm công việc gì và cuối cùng con người đó để lại cho ta bài học gì. Chỉ gói gọn như vậy, đó là nét đặc sắc mang phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong lịch sử phát triển của đất nước ta, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn sử dụng báo chí, xuất bản để tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, đường lối chính sách của đất nước. Có thể kể đến Tổng Bí thư Lê Duẩn viết tác phẩm Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã khởi xướng và thực hiện những việc cần làm ngay nhằm đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực để thực hiện công bằng xã hội, ổn định tình hình chính trị, kinh tế xã hội, đưa sự đổi mới đến thành công. Hay Thủ tướng Phạm Văn Đồng với tác phẩm Văn hóa và đổi mới, vân vân. Ngày nay, học theo tư tưởng, tác phong của Bác, cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước có nhiều bài viết về mọi lĩnh vực đăng tải trên báo chí, trong đó có nhiều bài báo cổ động cho các phong trào thi đua yêu nước được nhân dân hết sức quan tâm. Đó là các bài viết ngắn gọn, xúc tích, cổ động cho các phong trào đền ơn đáp nghĩa, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước hướng về biển đảo, vân vân. Sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước là khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của con người, tạo ra sức mạnh to lớn để tập hợp, đoàn kết quần chúng nhân dân. Những bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội nhân dịp đầu xuân năm mới hay các sự kiện lớn của dân tộc đã định hướng tốt việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, thực hiện các nhiệm vụ công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận của xã hội, coi trọng việc cổ vũ, thúc đẩy nhân tố mới, điển hình tiên tiến, hạn chế những tác động tiêu cực, bất lợi, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, theo Bác, cán bộ cao cấp không chỉ là người lãnh đạo, hòa mình vào phong trào cách mạng chung, mà còn phải tích cực tham gia viết bài cho báo Đảng để cổ động các phong trào thi đua. Những bài viết ngắn gọn, sâu sắc đó có tác dụng rất lớn để cổ vũ nhân dân, thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.